Đúng rồi đó. Con chào cô. Giờ này qua đây làm cái gì? Dạ con rủ bạn qua đây học bài chung với con đó má. Học một mình cũng được, rủ đang làm cái gì? Rủ ai không rủ? Rủ cái con mà nhà nghèo sơn nghèo xác mà rủ qua đây. Đi về. Thưa cô con về. Con đi đâu đó? Dạ. Lên xe. Còn cô nữa, sao cô lì lợm quá vậy? Tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng có đeo bám con trai của tôi nữa. Đi đi.